Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì đây là một cái video mà dành cho các bác làm thích những cái mẫu dây tín hiệu nguyên zin nguyên bản. Đấy thì những cái mẫu dây nguyên zin nguyên bản như thế này, dây RCA mà ngày hôm nay em giới thiệu thì không phải lúc nào cũng có những cái mẫu dây như thế này. Nên là các bác nào mà thích những cái dòng dây chất lượng cao cấp thì các bác có thể xem ở video này. Thì để kèm dây kế bên các bác cũng đã thấy thì đây là một cái dòng dây quen của Angelin, một cái thương hiệu của Canada. Thì cái giá V mà ngày hôm nay em giới thiệu cũng là dây của Angelin thôi. Thì để cho nó nhiều hơn cũng như là về một cái hãng có hai cái loại dây khác nhau này, là em vào clip để cho các bác có thể thích những cái mẫu dây của Canada như thế này thì các bác có thể xem. Thì đây là cái dòng dây quen của Angelin. Thì đối với cái dòng dây này, đó là một cái chất lượng âm thanh mà được rất là nhiều anh em sử dụng và đánh giá, cũng như là về những cái dàn mà anh em sử dụng thì nó đắt tiền á, thì anh em sử dụng cái mẫu dây quen này thì nhiều anh em thấy rất là ưng ý về cái chất lượng. Thì đây dây quen Angelin đây. Thì đối với cái dây quen này thì các bác có thể sử dụng cho các cái thiết bị của các bác ở nhà có cái cổng quen, cũng như là DAC Ampli hoặc là các cái thiết bị TV, thì anh em có thể sử dụng cái dây này với cái chuẩn quen nó như thế này. Thì không phải những cái dòng dây quen nào cũng có cái chiều mũi tên như thế này, thì đây là những cái dòng dây mà có chống nhiễu một chiều. Thì để mà sử dụng được cái phần này thì anh em cứ cắm đúng chiều vào và chiều ra ở trên cái mũi, trên cái đầu jack này đây, thì lúc nào cũng có những cái đầu núm cao su để bảo vệ cái phần đầu jack. Thì đối với những cái dòng dây quen thì cái lõi của nó sẽ là, một sẽ là lõi bằng hỷ tinh, hai sẽ là lõi nhựa trong suốt. Thì để cho nó truyền tải tốt thì lúc nào anh em cũng phải giữ kỹ cái phần đầu jack này để tránh trường hợp nó bị chày. Thì khi nó bị chày thì cái âm thanh của nó ra sẽ không có nguyên vẹn đâu. Thì bên ngoài củ dây thì được bọc một cái lớp dù, thứ nhất là để bảo vệ dây, thứ hai là tăng cái thẩm mỹ cho dàn, cho cái dây của mình. Thì dây Angelin với cái chiều dài là 1m8, giá một sợi sẽ là 480.000 đấy. Thì đây là cái dòng dây quen được anh em đánh giá rất là tốt về cái chất lượng âm thanh truyền tải gọn gàng này. Và tiếp theo thì đây cái dây RCA hai đầu AV, thì đây là cái dòng dây zin nguyên bản. Đây các bác có thể thích những cái dòng dây nguyên bản như thế này thì có thể tham khảo về cái chất lượng. Thì anh em sử dụng cái dòng dây này thì phải nói là chất lượng âm thanh rất là chi tiết nè, cũng như là âm thanh nó sạch sẽ, đảm bảo được để cho anh em có thể sử dụng âm thanh nó hay hơn, cũng như là cải thiện đối với những cái dàn mà chất lượng đi thì sử dụng những cái dòng dây tín hiệu không có tốt thì chất lượng âm thanh ra nó cũng sẽ không có hay. Nên là anh em có thể sử dụng các cái dòng dây mà nó chất lượng từ cái phần đầu jack cho đến cái chất lượng của dây, thì anh em có thể sử dụng cái dòng dây này để cho âm thanh nó cải thiện hơn, cũng như là chú trọng vào những cái tầng giải tầng của âm thanh nó sẽ ra hay hơn, chi tiết và điều đặc biệt là nó sẽ sạch sẽ hơn. Đấy anh em sử dụng các cái dòng dây zin nguyên bản hoàn toàn như thế này. Thì đây trên dây, trên đầu jack sẽ có tên của hãng, cũng như là để phân biệt được vế trái và vế phải thì sẽ có ký hiệu L và R như thế này. Đây. Đây để cho anh em có thể phân biệt và cắm rút nó dễ dàng hơn. Và ở phần dây này thì anh em có thể nhìn thấy từ ở bên ngoài, ở cái lõi ở bên trong nó rất là đặc biệt, không có giống như những cái dòng dây khác. Đấy, những cái lõi nó xoắn vào nhau như thế này để đảm bảo được cái độ chống nhiễu cho cái phần âm thanh nó truyền tải. Đầu jack tất nhiên sẽ là đầu jack khóa ren. Thì để cho nó chất lượng hơn và chi tiết hơn ấy, thì sử dụng các cái dòng dây mà có đầu jack khóa ren như thế này để cho nó bám chặt vào thiết bị thì âm thanh lúc đó nó sẽ hay hơn, chi tiết hơn. Đấy, anh em sử dụng những cái dòng dây như thế này sẽ đảm bảo được cái phần âm thanh ra. Thì dây nó cũng khá là to, cũng gần bằng nửa cái ngón tay út của em, cũng như là dây cũng rất là cứng cáp, có thể bảo vệ được và anh em có thể sử dụng cho nó an toàn hơn, tránh được cái trường hợp là bị dập dây hoặc là bị chuột cắn hoặc là cái vấn đề gì đó, tại vì cái dây này rất là dày. Nhưng mà về cái độ mềm, độ đàn hồi nó cũng có, nên là anh em có thể yên tâm sử dụng dây nguyên zin nguyên bản. Và đối với cái dòng dây cao cấp chất lượng như thế này thì giá một cặp như cái chiều dài em đang cầm thì nó là 1m, thì một cặp sẽ có giá là 1.650.000.
thì anh em có thể tham khảo ở cái dòng dây cũng như là cái hãng kênh của Canada này, Unilin, một cái thương hiệu cũng rất là tốt về những cái mẫu dây tín hiệu ở đây. Thì số điện thoại của em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.